Bạn ơi, mình thích bạn, bạn nhận quà của mình nha. Mình có bạn gái rồi. Mình đi chơi nha. Đó, mấy bạn thấy không? Con trai giờ kỳ lắm. Mình xinh xắn đáng yêu như này mà không thích. Suốt ngày cứ ôm nồi cơm điện với máy giặt không à. Không hiểu tại sao luôn á. À mà khoan, nói đi cũng phải nói lại. Con trai không thích con gái tụi mình cũng có nhiều lý do lắm nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái video bóc trần những kiểu con gái khiến con trai ngán ngẩm. Ok, let's go. Mùi gì thơm vậy ta? Sữa điện thoại hương nước hoa. Ủa mà qua đây chi vậy? Thì tính qua rủ em đi ăn. Đi ăn hả? Ừ đi ăn. Hôm nay em muốn ăn gì? Ăn gì cũng được. Anh nghĩ rằng ê, đi ăn cơm sườn đi. Trời ơi, chưa nắng gì mà rủ đi ăn cơm sườn. Khô lắm. Mì Quảng được không? Ăn mì Quảng nóng lắm, nó mụn. Hủ tiếu Nam Vàng. Hủ tiếu Nam Vàng mới ăn hôm qua mà anh. Vậy thì giờ em muốn ăn cái gì? Em ăn gì cũng được. Game over. Và thể loại đầu tiên, đó chính là thể loại con gái không có chính kiến. Đây là những bạn con gái mà kiểu như là không bao giờ đưa ra được những cái ý kiến rõ ràng á. Mà mấy bạn biết rồi đó, con trai nói một là hiểu một, chứ không bao giờ mà tự phân tích ra là có một phẩy hay là có một hai phẩy gì đâu. Cho nên là thích cái gì hãy biểu hiện ra rõ. Hoặc là mấy bạn phải tự biết là các bạn không thích cái gì để cho người ta còn biết được mà loại trừ. Các bạn nghĩ xem, giữa một rừng con gái suốt ngày toàn nhõng nhẽo ậm ừ thì một đứa con gái có chính kiến, quyết đoán chắc chắn sẽ nổi bật hơn đúng không? Chụp hình nè, tạo dáng nè, từ từ. Không, ngược lại mới đẹp. Chân nhà chân, chân qua đây chút xíu đúng rồi hả? Quá đẹp. Bên kia đi, ngước cái mặt qua. Đúng rồi đó. Được chưa? Nhiều quá à. Đẹp lắm, coi đi. Coi coi. Chụp cái kiểu gì mà cũng chụp nữa hả? Thì đúng rồi nè, chân dài mông cong, mắt lung linh rồi còn muốn gì nữa. Hồi nãy, đã tôi nói ông phải canh cái lá này cho tôi. Cái lá hồi nãy nó rụng rồi kìa. Rụng kìa. Ông chụp nè, ông coi nè nè, nè tấm hình này nè. Cái lá nó rụng mất tiêu rồi. Tôi kêu ông phải canh trúng cái lá mà. Thì chụp lại. Chụp, chụp không được rồi, dẫn luôn. Kiểu con gái thứ hai là một kiểu con gái mà chính mình đây là con gái mà còn sợ nói chi là những bạn trai nha. Là một cái kiểu người gọi là không ai làm gì hết mà cũng dậy nảy hết cả lên. Y như là à mà thôi. Nói chung á là không ai bắt mình giả tạo, nhưng cái gì bỏ qua được thì mình bỏ qua đúng không? Đừng có chuyện bé xé ra to. Đáng yêu nè. Mà thôi mệt quá, cho qua. Ủa ông đang làm gì vậy? Đang chơi game. Chơi game gì mà chơi game còn nhìn cười luôn. Đang nhắn tin với ai? Em nói là đang chơi game mà, có nhắn tin với ai đâu. Ủa tại sao ngồi với tôi không chơi tôi chơi với tôi mà lại chơi game? Thì bà nói bà coi phim tình cảm thì bà coi đi, tôi ngồi kế cạnh là được rồi. Bởi người ta nói á, đã yêu thì phải tin, còn nếu không tin á thì đừng yêu. Biết rằng á, có thì phải giữ, mất thì khó tìm, nhưng mà cái gì cũng phải có chừng mực thôi. Con gái tụi mình á, có cái bệnh tưởng tượng, một thay suy ra thành 10. Nhiều lúc chuyện chưa có gì mà tụi mình đã bắt đầu tưởng tượng rồi. Mấy cái này là phải bớt bớt lại nha mấy má. Sẵn đây mình nói kiểu thứ tư luôn nè. Thật sự là mình không tin cái kiểu này còn tồn tại trên đời luôn á, nhưng mà vẫn có nha. Đó chính là thể loại con gái ở trong nhà mặc đồ như thế nào là bê nguyên cái outfit ra đường luôn, không thêm không bớt, mà son cũng không thèm đánh nữa. Mặc dù mình biết phong cách là tự do đối với mỗi người, nhưng mà ít nhất phải chỉnh chu. Chứ các bạn nghĩ đi, ra đường đi chơi với bạn trai mà quần áo thì tình toàn, đầu tóc rủ rượi, son thì không thèm đánh thì không hay chút nào. Ơ, à, đằng sau có người kìa em. Bạn ơi, mình thích bạn á. Bạn nhận quà của mình nha.
Đó, thấy mùi hôi tai hại ghê chưa? Cho nên mấy bạn phải nhớ rằng con gái tụi mình dù có bất kỳ cái chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng phải luôn thơm tho và sạch sẽ. À, mà nói tới thơm mới nhớ, mình có một tuyệt chiêu dành cho mấy bạn gái nè. Ta-da! Sữa dưỡng thể hương nước hoa Malisa Kid được sản xuất và nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan đó mấy bạn. Nếu mà ở đây bạn nào mà xem clip của mình nhiều thì chắc chắn cũng biết ha, đây chính là bí quyết giúp mình khỏi làn da đen nhẽm đó. Sẵn tiện thì mình vừa thấy Malisa Kid vừa ra 3 mùi mới cho nên là mình quyết định trong video này mình sẽ gợi ý cho các bạn luôn. Fresh Escape, tươi trẻ, dịu dàng. Happy Cinder, vui vẻ, tươi sáng, lan tỏa sự yêu đời cho mọi người. Cozy Beach, quyến rũ, nóng bỏng. Sản phẩm vừa là dưỡng trắng nè, dưỡng ẩm, lại có hương thơm nữa. Bởi vì được chiết xuất từ hương nước hoa mà, thơm lâu, thấm nhanh mà lại không gây bớt da nữa. Sau khi tắm xong chúng ta lấy bôi lên toàn cơ thể là chắc chắn, vừa thơm mà vừa dưỡng ẩm. Ai đi ngang cũng phải say đắm luôn á nha, tiết kiệm biết là bao nhiêu luôn á. Ok thì hôm nay mình chỉ nói sương sương như vậy thôi. Còn nếu mà các bạn muốn mình làm video về chủ đề những kiểu con trai mà con gái ghét thì hãy nhớ để lại cho mình một like và một comment ở dưới nha. À mà nếu như bạn nào muốn mua sản phẩm Malisa Kid giống mình á thì có thể là đặt trên Tiki, Shopee hay Lazada cũng được. Còn nếu mà có thể thì hãy chạy ra trực tiếp Pixi, Guardian hoặc là Aeon để mua nha. Rồi sau đó nhớ quay lại đây comment cho mình biết là các bạn thích mùi nào nhất. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe để Yến Nhi TV sẽ có nhiều video mới hơn nữa nha. Bye bye.